cha chương bưu diêm, lạy cha chương bưu diêm. Amen. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha dịp do Chương Bưu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 37 hôm nay. Đây là những câu chuyện do các nhân chứng kể lại cho chúng tôi về lòng nhân ái và sự linh thiêng của cha Chương Bưu Diệp. Đặc biệt đối với những trường hợp bị bệnh nan y, khi bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Chương Bưu Diệp Foundation thực hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Chương Bưu Diệp. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng những câu chuyện về ơn cha Diệp thuần túy là một món quà mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. Lòng tình yêu tha thiết con nai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Cô Huỳnh Thị Thanh Nga hiện ở thành phố Huntington Beach, California. Cô Nga là người theo đạo Phật. Cô đã gặp chuyện không may trong công việc làm ăn. Kết quả là cô nhiều lần không còn muốn sống nữa. Nhưng qua một người thân giới thiệu, cô đã tìm đến văn phòng cha Chương Bưu Diệp vào lúc 1 giờ 30 sáng. Vì do nửa đêm khuya, văn phòng đóng cửa, cô đã quỳ ngoài cửa và nhìn vào tấm hình cha Diệp được dán ở ngoài để cầu khấn cha. Trong khi cô cầu khấn cha, chuyện gì đã xảy ra và kết quả ra sao? Xin kính mời quý khán thính giả nghe cô chia sẻ lại ngay sau đây. Dạ, tôi tên Huỳnh Thị Thanh Nga, Huntington Beach. Dạ. Là cha, con là người ngoại đạo, con là người đạo Phật. Nhưng mà con gia đình con có nhiều hữu sự quá. Thành ra cái người làm của con là anh Hải, anh Lê Hải đó, anh làm cho con. Cho nên là con giống như là muốn tự giận, là 100% là muốn tự giận chết rồi đó. Anh Hải, anh Lê Hải đó, anh nói là chị đừng có chết, thì để tôi chở chị về cha Trương Bụi Diệp. Thành ra tôi tin mà đi lại đây là 1 giờ rưỡi đêm, cho nên là đâu có ai mà gửi cho mình vô. Thành ra là anh Hải đó thì anh cũng quỳ, mà anh quỳ xa hơn tôi. Còn tôi thì tôi quỳ ngay cái hình mà dán ngoài cửa đó, tôi quỳ dưới đất, tôi quỳ cùng cả tiếng đồng hồ. Thì tôi quỳ xong tôi lên tôi lấy cái bàn tay tôi rờ mặt cha đó. Thì bây giờ sớm quá, 5-6 giờ sáng con phải đi rồi thì con không có lại với lại cha được. Con thấy để cửa mờ giờ mà con lại được thôi, giờ con xin cha ban phép lạ cho con. Thì nếu con cha nhận lời con thì cho con biết là tự nhiên hai cái bàn tay tôi chấp này như nè, là coi như giống như ai cầm mà không có cho tôi thả ra, cầm cứng vậy đó, mà nghe ấm cái bàn tay dữ lắm. Ấm 1 giờ rưỡi đêm á là tôi buồn lắm rồi, coi như tôi không có chịu nổi nữa, là tôi nghĩ là tôi sẽ chết. Nhưng mà tôi có một đứa con tàn tật 100%, khi tôi chết thì sẽ bỏ con tôi lại tội nghiệp lắm, không ai lo lắng được, vì mỗi lần tắm là tôi phải ấm. Thành tôi nghĩ khi tôi ra đi thì không biết gia đình tôi sao, vì chồng tôi cũng bệnh nữa, coi như là trong nhà tôi là lao động chính á. Rồi cái tôi nghĩ trong bụng chắc tôi sẽ chết chứ tôi không sống được. Thì tôi cũng coi như là có những cái gì tôi khấn với cha 1 tiếng đồng hồ á, mà chú có biết không, hai bàn tay tôi dở không ra, mà nghe ấm giống như là nghe người mà chụp lại bàn tay mình vậy đó. Thì tự nhiên cái đêm đó đó, tôi nhắm mắt lại ngay cái chỗ đó luôn á, thì tôi thấy bông đằng trước mặt tôi nhiều lắm, chứ không có thấy gì, không ai nghe nói gì, nhưng mà thấy bông đủ thứ bông vậy đó. Tôi xin hai việc. Thứ nhất là cho con bình tĩnh để con sống. Cái đêm đó tôi về là 1 giờ rưỡi tôi còn ở đây nè, 2 giờ rưỡi tôi còn ở đây, coi như 1 rưỡi tôi mới tới. Thì 2 giờ rưỡi tôi còn ngoài cửa đó. Rồi cái anh đó, anh cũng kiểu người làm mình ta mệt đó. Cái anh lại nói sao chị không đứng dậy, mà đứng dậy cũng không được, mà giơ tay ra cũng không được. Cái tôi mới giái lại, tôi nói nếu cha nhận lời con thì cho con đứng dậy. Là tự nhiên tôi đứng dậy, tự nhiên tôi
thả hai tay ra tôi xá đàng hoàng, tôi cũng lại ba lạy như lạy Phật nhé. Tôi cũng xá, tôi lạy Đức Mẹ, tôi lạy Chúa, tôi lạy Phật, tôi lạy hết. Rồi cái tôi đứng dậy. Đứng dậy thì đêm nay tôi đi về, tôi ngủ. Thì tôi nói với chồng tôi đó, tôi nói em muốn đi anh có đi theo em không? Thì ông chồng tôi ông nói là nếu đi thì anh cùng đi. Rồi cái chừng 10 phút kìa, 5 phút kìa ông quay gần qua ông khóc. Ông nói mình trời Phật cho mình sống bình an, tay chân đủ, mà tại sao mình phải từ trần chết là tội với cha mẹ. Rồi ông khóc quá chừng. Thì ý tôi là muốn dỗ ông ngủ rồi tôi lại đi. Nhưng mà tôi nằm chút xíu cái tôi thấy có người, không biết ai, không biết là Đức Mẹ hay là Phật Quán Âm, không biết người nào, là kéo cái đầu tôi gật vô cái đầu người ta, nói là 3 ngày nữa sẽ có người cứu con. Nói rõ ràng vậy mà kêu mình bằng con. Trong giấc mơ. Trong giấc mơ kêu luôn á, kêu nghe thấy người thấy đầu luôn. Cái tôi mới nói dạ, như vậy là con không chết phải không? Trả lời gì cái trả lời ừ không có chết. Thì 3 ngày thì nói ngay cũng nhờ ơn cha, chắc cũng nhờ mọi người giúp. Thì cũng có người giúp tới giúp lui, giúp tới giao lưu, cho nên tôi qua cơn hoạn nạn. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, cái lúc mà tôi gần mất cái xăng tôi cũng mất vậy, nhưng mà có như là tôi thêm một lần nữa tôi lại đau khổ hơn gì nữa. Thì tôi biết mở cửa ra đó, tôi lại đây, tôi lại đây, tôi khấn hoài, khấn hoài, khấn hoài vậy đó. Tôi khấn cha có phép lạ cứu cho con bình tĩnh để con sống. Chứ con cái ngày mà tòa nó đóng cửa lại con là chắc con chết, con không có thể nào sống được. Thì sao tự nhiên tòa gửi giờ thơ về kêu tôi đi ra tòa, mà lên đó tôi không nói gì, tôi cũng khấn. Nếu cho con bình tĩnh thì con sẵn sàng bước chân ra đi, con không có chết. Còn không cho con bình tĩnh thì cứ đưa con đi, con hai điều thôi. Một là sống, hai là chết, chứ con không cần gì nữa hết. Thì tôi nguyện như vậy đó. Thì nói ngay cái ngày mà tòa đưa là 9 tây tháng 12 2013 là tôi phải dọn ra. Nhưng mà nhờ chắc nhờ Đức Cha, nhờ cha, thành nó là phép lạ của cha, cho nên tôi tỉnh táo, tôi không có bị gì hết. Rồi xong tôi đóng cửa trong cái đêm đó luôn. Thì tôi đi về, tối đó tôi đi về tôi ngủ, tôi thấy cha nữa. Tôi thấy cha rõ ràng, thấy cha rất là, tại vì đi lại đây cái chị gì đó cho tôi hai cái hình cha. Một cái tôi thờ nha, ở tiệm. Tôi mua đèn cầy 40 đồng một cây, tôi đốt cha mấy chục cây vậy đó. Cứ là đốt bao nhiêu tháng nhưng cứ là một cây giờ được 8 tiếng. Mà tôi đốt hoài, đốt hoài, đốt hoài, cứ 40 đồng một cây đèn cầy nhỏ cho nên đèn cầy tốt lắm. Thì tôi mới đốt cho cha thơm vậy đó. Cái tôi khấn ngoài tôi nói cha cho con thấy, cho con biết là con nên sống hay là con nên chết. Cái là tối đó tôi đi về, mà tôi bình tĩnh lắm, tôi rất là bình tĩnh hơn mọi ngày. Tôi đi ra khỏi cửa, là tôi để chìa, sáng mai là tôi kêu chồng tôi đưa chìa khóa gì cho anh ta gì. Thì tối đó tôi đi về, thì tôi lại nằm thấy cha nữa, thấy rõ ràng như cái hình mà chị đó chỉ cho cái hình đen trắng, mà tôi thờ riết bây giờ thành cái hình màu hồng. Coi như là tôi về tôi cũng để trong tủ, nói thiệt chú, nhà tôi thì cũng bằng thờ Phật vậy, mà tôi để trong tủ đàng hoàng để tôi kiến cao đàng hoàng. Tôi bỏ trong khung hình đàng hoàng mà cái hình nhỏ thôi. Tôi cũng thờ cha, nhưng mà càng ngày tôi thấy là càng hồng hào ra. Thì trong đêm đó cha nói là sẽ có người cứu con. Có thể là con lấy nhiều tiền hơn, cái nhiều của, nhiều phước lành hơn cái điểm của con nữa. Thì đúng là như vậy. Thì ngày mai lại thì tôi nhờ luật sư Đoàn á, thì họ không lấy tiền, họ không lấy tiền gì cả. Thì họ lại nhà họ làm giấy tờ, đưa giấy tờ cho họ coi 3 tuần sau thì họ sẽ làm, họ thưa cho mình. Mà nhưng mà trong đầu tôi sống mạnh, sống vững, không có ý định chết nữa, không có. Hồi đó tôi muốn chết lắm chú ạ, tôi muốn chết lắm, lại cha tôi muốn chết lắm. Tôi không còn muốn sống. Thì từ khi gặp thầy ban đêm á, gặp đó là về là không muốn chết nữa. Rồi còn sau tháng 12 tôi trở lại tôi muốn chết lần nữa. Coi như là tôi nạn chí quá đó. Rồi tôi muốn chết nữa, rồi cái cha về cha kêu cha nói con không nên làm như vậy. Kêu rõ ràng vậy đó. Tôi nghe rõ ràng, tôi nhờ ơn cha. Thấy ok, thấy sống thanh thản hơn, mà khỏe hơn. Coi như là có thì giờ để đi đó đi đây. Bây giờ không, hoàn toàn không lo nữa. Làm như là có bề trên lo, không lo nữa. Không hề lo nữa. Còn một cái ơn lành này nữa nè. Tôi về Việt Nam, tháng 3 đi về Việt Nam. Cháu tôi á, có một cái chuyện rất là lớn, là tại vì cháu tôi chồng mê vợ bé mà Việt Nam á chú. Nó gian lận dữ lắm, nó làm bùa làm ngải đó. Rồi cháu rể đó. Rồi cháu gái tôi cũng đòi chết, đòi tự dần chết dữ lắm. Rồi anh rể tôi lại bệnh
khẩn cấp luôn. Trong gia đình có hai người, thành tôi mới bỏ bên này tôi đi về tôi lo giùm. Thì tôi kêu người cháu rể đó, là cái thằng mà mê vợ bé đó, tôi cũng khấn cha dữ lắm, sao tự nhiên nó lên xe, nó có xe nhà, nó chở tôi đi lại đó luôn. Tôi nói bây giờ con nghe lời gì đi, nó mua bông mua hoa được. Rồi cái tôi nói bây giờ con quỳ xuống con lại đi, dì chụp hình cho con để đem về cho vợ con nó thấy. Nó thấy là mình không phải loại người mà bỏ nó, con phải loại người muốn bỏ vợ con. Thành ra con xuống đây con khấn để cho vợ con hiền hòa lại, dễ thương lại. Thì nó dạ, nó nghe lời. Con kính già là cha chữa lành cho gia đình con, cho con thấy là về từ đó là hai đứa nó ở lại với nhau. Nhờ cha chữa lành cho nên không còn muốn tự giận nữa. Lòng con thon thơ, lời con kêu khấn, tâm hồn con tin tưởng Cha Phanxicô. Chị Trần Thị Lệ Hồng hiện ở thành phố Santa Ana, California. Cách nay hơn một năm, chị thường xuyên đến văn phòng cha trước bửu dịp để cầu nguyện. Nhưng qua hơn một năm do bận công việc, chị không tới thăm cha được. Vào ngày thứ năm 6 tháng 2 đầu tháng vừa qua, chị đến dự buổi cầu nguyện chung với cha Diệp được tổ chức vào lúc 7 giờ tối cứ mỗi đầu tháng tại văn phòng cha. Sau khi cầu nguyện chung, mọi người ra về hết, còn mình chị và một vài người đứng cầu nguyện riêng với cha. Chuyện gì đã xảy đến với chị? Xin mời quý khán thính giả nghe chị chia sẻ lại hiện tượng lạ mà chị đã cảm nhận được ngay sau đây. Tôi tên là Trần Thị Lệ Hồng, và Santa Ana, California. Tôi là người được nhiều cái ơn lạ mà cha Diệp ban cho. Và lúc tôi đến văn phòng của Trương Bưu Diệp ở Cali đây thì lúc trong phòng mới mở được 4 tháng. Khi tôi đến thì phòng cũng còn nhỏ và cũng đơn sơ lắm. Tôi đến thì để cầu nguyện, do biết được trên TV chiếu, tôi biết được văn phòng, địa chỉ văn phòng tôi đến. Và khi cầu nguyện xong tôi cũng có viết một vài hai bài nhạc gửi tặng cho văn phòng, viết về cha để cảm ơn cha. Thì thỉnh thoảng cứ hàng tháng thứ năm đầu tháng tôi, lúc văn phòng có làm cái lễ thánh lễ cho cha Diệp, tôi vẫn thường xuyên đến hàng tháng. Rồi sau đó thì văn phòng không có làm thánh lễ nữa, chỉ cầu nguyện thôi. Và tôi cũng ít đến, tại vì là khi càng lúc tôi đến thì thấy văn phòng càng lúc càng to lớn ra, đẹp ra, mọi cái đều chu đáo. Thì tôi cảm thấy là cái chị hội trưởng á, chị lo nhiều việc, càng lúc nó cho mọi người biết đến cha nhiều hơn. Những đóng góp của chị quá to lớn. Mà với tôi thì tôi cảm nghĩ mình không có đóng góp gì nhiều cho cái hội của cha Diệp, nên tôi ngại, vì đó mà tôi không đến, tôi ít đến đi. Hơn một năm mấy tôi cũng chỉ cầu nguyện ở nhà, tôi ít đến văn phòng. Nhưng mới đây trong dịp lễ đầu năm 2014, thì thứ năm đầu tháng, nhằm ngày 6 tháng 2, có buổi lễ cầu nguyện như thường lệ, và tôi đến đi dự lễ cầu nguyện. Thì khi tôi đến thì tôi cũng cầu nguyện xong, tôi cũng đứng riêng đọc kinh cho cha và cũng có khấn cầu nguyện với cha nhiều việc cho gia đình mình. Thì tự nhiên tôi thấy ở chân tôi có một cái gì đó, bên trái có một gì đó nó như động đậy. Sau khi cầu nguyện xong mọi người ra khỏi phòng, thì tôi đứng ở trong phòng cũng có vài người, họ đứng bên cái tượng mà cao của cha đứng á. Còn tôi thì tôi đứng cái câu chuyện này tôi đứng là chứng kiến bên cái tượng cha ngồi. Và cái chậu hoa đó nó dưới chân, hai chậu hoa cúc nó hai bên chỗ cái lối đi vào để cầu nguyện cha Diệp. Tôi cảm thấy như có cái gì đó nó động đậy lắc lắc trên chân tôi, thì tôi nhìn xuống tôi thấy chậu hoa cúc tự nhiên nó lắc lư. Không phải cái chậu mà là cái thân cây, cái hoa nó cứ gì nè, nó làm gì nè, cái nó đi qua gì nè, nó cứ lắc lư, nó xây mà lắc lư như là có một cái ngọn gió nó thổi hoa nó rung rinh mà rung rinh cũng mạnh lắm. Rồi tôi mới tưởng động đất. Tôi mới nhìn qua cái chậu cái bên tay phải thì không có. Thì tôi lại mới nhìn lại nữa, tôi nghĩ là chắc là cái phòng cái bên, có thể bức tường đó, bên đó người ta đang đóng cái gì đó, nó động đậy tác động qua cái nền nhà bên đây, làm cho cái chậu hoa nó lắc, rồi thân hoa trên nó bị rung rinh. Mà tôi cũng thấy cái chậu hoa nó xa bức tường lắm, cũng không phải tôi là nghĩ là
cái tay tôi đeo cái giỏ, tôi nghĩ là cái giỏ tôi chắc là cái dưới nhất cái giỏ nó đụng vào cái đầu hoa, tại là thế này nè. Rồi tôi mới lấy cái giỏ đó, tôi mới hất đụng cái hoa, thử coi cái hoa nó có rung lên hay không. Thì khi tôi đụng hất cái thì chỉ có một cái hoa nè mà trúng cái đầu giỏ đó, nó chỉ lắc cái này trời thôi. Còn này tôi thấy cả một cái hoa cúc, bao nhiêu cái hoa trên đó cũng mười mấy cái, tôi thấy một chậu hoa cúc nó cứ lắc gì, nó cứ lắc gì nó như vui vẻ, nó như là nó tung tăng nó vui đó. Mà lúc đó thì tôi cũng không nghĩ liền được là cha làm một cái dấu chỉ là dấu chỉ là cha vui khi tôi đến dự cái lễ cầu nguyện hôm nay. Tại vì khá lâu, hơn một năm tôi không có trở lại văn phòng thường hàng tháng. Đây là cái câu chuyện thật tôi chứng kiến, mà tôi không biết là mình cứ nghĩ là tôi có không tin, cặp mắt tôi nhìn tại sao mà rồi chậu hoa như vậy. Thì sau cùng tôi về tôi suy nghĩ chắc là cha làm một cái chứng tích lạ, là cha đã hiểu cái lòng của tôi, là khá lâu tôi không đến để cầu nguyện thăm cha ở văn phòng Trương Bửu Diệp. Và hôm nay chắc cha chắc vui khi thấy tôi trở lại như vậy, giống như một đứa con đã trở về nhà. Và thành ra tôi muốn kể câu chuyện này là mới đây. Cảm ơn cha, con xin cảm ơn cha đã thương ban cho con được ơn phúc. Cảm ơn ngài. Trong phần phim tài liệu về cha Trương Bửu Diệp hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục phóng sự mang tên Theo dấu chân cha với tập 3 Nhà thờ Cồn Phước. Cái từ hồi về coi họ đạo này 2 năm rồi, thực sự là ngay từ phút đầu mình cũng rất là tin tưởng vào cha Diệp, biết là đây là cái quê hương ngài sẽ phù hộ. Thế rồi sau khi làm được cái nhà sứ này, cái hội trường bên kia, còn một cái khâu cuối cùng đó là nhà thờ, mà tất cả các anh cũng biết đó là mỗi một năm tới cái ngày giỗ của cha thì cái bà con, cả những bà con ngoại giáo rất đông ở xung quanh đây, họ không có điều kiện đến tắc sậy thì họ thường hay tụ tập ở đây. Nên mỗi cái ngày giỗ đó họ tới cũng đông, mà mình cũng rất là buồn ở cái chỗ là cái khu vực của nhà thờ, cái nhà thờ nó hẹp quá, không có cái sức chứa để cho tổ chức một cách đàng hoàng, long trọng. Có một cái điều tôi cũng vẫn cứ tin là thế nào rồi cha Diệp cũng giúp tôi làm được cái nhà thờ cho đàng hoàng, để vừa là thờ phượng Chúa, vừa là mỗi năm có cái dịp tổ chức lễ giỗ cho ngài cho nó sốt sắng, trang trọng hơn. Thế gần đây có một cái biến cố là mình cũng khá là tin tưởng. Thế tự nhiên trong một cái buổi chiều đang dâng lễ cho đám thiếu nhi trong họ đạo, thì đang lúc dạy giáo lý trước lễ một chút thì thấy có một cái anh chàng khoảng chừng 38-40, anh ta bước vào trong nhà thờ, mặc quần áo thì cũng xú xứa thôi, đeo một cái giỏ cói ở bên vai. Thì mình thấy cũng là người lạ, nhưng mà chắc là tín hữu, thế vào nhà thờ cúi đầu rất là kính cẩn. Rồi anh ta cũng quỳ gối, rồi ngay lúc đó mình cũng lên dâng lễ. Dâng lễ xong đến cái phần rước lễ thì anh ta đi lên, anh ta cũng rước lễ rất sốt sắng. Người nhận mình thánh chúa xong, cái anh ta đứng sang bên, anh ta nói lớn giữa nhà thờ: tất cả những gì cha xin cùng chúa đều đã được nhậm lời. Thế thoạt đầu mình nghe cái câu đó thì mình cũng hơi thấy tức cười, bởi vì lại đoán là chắc anh này lại tán tỉnh rồi lát nữa đi xin tiền. Tại vì cũng đã có một vài lần gặp như thế rồi. Thế cũng dừng lễ, đến cuối lễ thì thấy anh ta đi ra cuối nhà thờ, anh ta đứng ta chờ sẵn. Thế mình cũng dừng lễ xong mình đi xuống, ra hỏi thăm bắt tay: ở đâu tới vậy? Đã bảo con ở Bạc Liêu, con đi suốt 3 ngày hôm nay tới chỉ mong là để dừng lễ với cha. Mà cũng rất là may là con tới vừa đúng lúc cha ra dừng lễ. Thế và con đi suốt từ đó tới đây cũng chỉ để nói với cha một lời, đó là tất cả những điều cha cầu xin với Chúa đều đã được nhậm lời, còn tin hay không là tùy cha. Thế ta nói xong, cái ta thọc tay vào cái giỏ cói, ta dơ lên cuốn tân ước. Thế mình cứ chờ xem anh ta có xin tiền, và nếu mà xin tiền thì lại thấy nó là cái trò chỉ tán tỉnh
Nhưng mà rất là lạ cái là anh ta nói xong cái anh ta chào anh ta đi. Mình cũng thấy hình như là có một cái gì đó lạ lạ trong chuyện. Và cũng cộng với bao nhiêu cái giúp đỡ từ trước giờ cha Diệp dành cho mình thấy rất là tin tưởng. Mặc dù lúc này thì tiền bạc cũng chưa được nhiều, chưa có cơ để mà tin chắc mình xây được cái nhà thờ. Nhưng mà trong bụng lại rất vững tin, chắc chắn là sẽ làm được. Cũng do sự thúc giục hay là sắp đặt an bài mà cha Diệp phụ giúp cho, nhất là nơi quê hương của cả. Nhà thờ Cồn Phước sau hơn 80 năm xây dựng, hiện nay đã xuống cấp trầm trọng và nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào là điều có thể xảy ra, nhất là sau những trận lụt lịch sử. Vì là họ đạo vùng thượng nguồn sông Cửu Long, cho nên hàng năm vào khoảng từ tháng 9, dòng nước lũ từ sông Mekong đổ về ngập trắng xóa đồng ruộng, làng mạc, nhà cửa. Nhà thờ Cồn Phước cũng nằm trong hoàn cảnh đó. Có những lúc muốn đi đến nhà thờ phải đi qua những con đường đã biến thành sông. Giáo dân chặt dừa, chặt tre để làm cầu trên đường. Có những nơi ngập quá sâu thì phải dùng xuồng. Cho dù đã trải qua biết bao biến cố từ con người và thiên nhiên, vậy mà nhà thờ hiện nay vẫn chưa đổ sụp xuống, thì âu đây cũng là một phép lạ. Như anh em thấy, thực sự là cái nơi thờ phượng thì mình không thể nào để nó lem nhem, phải cố gắng hết sức tô vẽ, ít nhất nó có một cái bề ngoài nó ổn định chút thì trong thánh lễ nó mới có thể sốt sắng, mình không thể để bầy hầy. Nhưng mà thực sự cái nhà thờ này thì nó đã có gần 100 năm, nó đã xuống cấp. Nếu mà ta cứ đi sát những cái chi tiết mà không che giấu được cái này, mình sẽ thấy là nó không có như cái nhìn thoáng qua mình thấy cái cảnh tượng nó còn tương đối tốt đẹp. Với một cái điều cũng rất là hạn chế đó là như anh em thấy cả cái chỗ này nó chỉ chứa được chừng 300 giáo dân, mà trong khi đó cái sĩ số của họ đạo nó tới 1.700. Thành ra khi mà thánh lễ chúng ta thấy là xếp ghế nó cứ chen chặt cứng từ các lối đi, cũng có phải tận dụng từng cái không gian thì mới tăng được cái số người nhích lên chút. Những cái lễ lớn thì người ta ngồi chặt cứng trong nhà thờ, nhưng mà lại ngồi đây ở ngoài sân, và cái thánh lễ nó cũng không có hay ho gì lắm. Thành ra đương nhiên chúng tôi phải nghĩ tới cái chuyện là làm sao có được một cái ngôi nhà thờ nó không đua đòi với ai cả, nó chỉ rộng rãi chút, nó khang trang, nó xứng đáng cho nơi thờ phượng. Mộng chỉ là bình thường vậy thôi. Và trong cái nhà thờ này cũng cứ mỗi năm thì đến ngày giỗ của cha Trưng Bửu Diệp, chúng tôi cũng tổ chức lễ giỗ bà con các họ đạo lân cận và cả những người lương rất đông từ những cái khu vực xung quanh, họ cũng đổ tới để tưởng nhớ cha Diệp. Nhưng lúc đó thì thật là không thể đáp ứng nổi, nó quá là kẹt cứng. Cũng phải nghĩ tới cái trường hợp làm sao có được một cái nơi rộng rãi hơn, những lần tổ chức như thế nó xứng đáng, sốt sắng, nó có cái gì nó trật tự hơn. Thì mộng cũng chỉ nhỏ bé vậy thôi. Đấy là nói sơ qua cái tình trạng của ngôi nhà thờ. Nếu giờ các anh mà đi nhìn kỹ vào từng những cái chi tiết thì các anh sẽ thấy là tất cả mọi thứ nó đã cũ kỹ, nó đã tới cái ngày của nó.
Chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp tập 37 xin tạm ngưng tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chấm dứt, xin được gửi đến quý vị các thông báo sau đây. Ngày dỗ cha Trương Bửu Diệp. Dù ai buôn bán gần xa, dỗ cha Bửu Diệp tháng 3 gần kề. Dù ai bận rộn trăm bề, nhớ đến ngày dỗ lại về thăm cha. Chương trình lễ và tiệc dỗ cha lần thứ 68 sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 1 tháng 3 năm 2014, bao gồm văn khấn lễ dỗ vào lúc 10 giờ 30 và thánh lễ đồng tế vào lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ Thánh Linh, số 17270 Wall Street, Fountain Valley, California 92708 và tiệc dỗ vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Bò Bảy Món Hồng Ân, số 9862 Westminster Avenue, Garden Grove, California 92844. Xin ghi danh tham dự tại số 714-537-8159 hoặc 714-362-6608. Để ngày dỗ cha thêm phần long trọng theo nghi thức cổ truyền, xin quý cụ cao niên mặc áo dài khăn đóng truyền thống của Việt Nam trong thánh lễ và trong tiệc dỗ ngày 1 tháng 3. Chân thành cảm ơn quý cụ. Cầu nguyện với cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối mỗi thứ năm đầu tháng sẽ có buổi cầu nguyện với cha Diệp để mọi người hiệp ý dâng lên cha những lời khấn nguyện và tạ ơn ghi trong sổ xin khấn và cảm tạ, cũng như những ý nguyện riêng của mỗi người. Kính mời quý vị đến tham dự để hiệp chung lời cầu nguyện. Giờ phát hình, chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp đang được phát trên kênh 57.5 Sài Gòn TV vào 9 giờ 15 mỗi sáng thứ năm hàng tuần tại Nam California và toàn Hoa Kỳ trên Galaxy 19. Chương trình này cũng được phát trên băng tần 57.6 VBS vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. DVD từ số 1 đến số 36 và sách 100 Ơn Cha Diệp hiện đang được phân phát miễn phí tại Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 14231 Euclid Street, phòng E103105, thành phố Garden Grove, California 92843. Xin trân trọng kính mời. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha Trương Bửu Diệp. Amen. Sông Cửu Long, cho nên hàng năm vào khoảng từ tháng 9, dòng nước lũ từ sông Mekong đổ về ngập trắng xóa đồng ruộng, làng mạc, nhà cửa. Nhà thờ Cồn Phước cũng nằm trong hoàn cảnh đó. Có những lúc muốn đi đến nhà thờ phải đi qua những con đường đã biến thành sông. Giáo dân chặt dừa, chặt tre để làm cầu trên đường. Có những nơi ngập quá sâu thì phải dùng xuồng. Cho dù đã trải qua biết bao biến cố từ con người và thiên nhiên, vậy mà nhà thờ hiện nay vẫn chưa đổ sụp xuống, thì âu đây cũng là một phép lạ. Như anh em thấy, thực sự là cái nơi thờ phượng thì mình không thể nào để nó lem nhem, phải cố gắng hết sức tô vẽ, ít nhất nó có một cái bề ngoài nó ổn định chút thì trong thánh lễ nó mới có thể sốt sắng, mình không thể để bầy hầy. Nhưng mà thực sự cái nhà thờ này thì nó đã có gần 100 năm rồi, nó đã xuống cấp,
Nếu mà ta cứ đi sát những cái chi tiết mà không che giấu được cái này, mình sẽ thấy là nó không có như cái nhìn thoáng qua mà thấy cái cảnh tượng nó còn tương đối tốt đẹp. Với một cái điều cũng rất là hạn chế đó là như anh em thấy cả cái chỗ này nó chỉ chứa được chừng 300 giáo dân, mà trong khi đó cái sĩ số của họ đạo nó tới 1.700. Thành ra khi mà thánh lễ chúng ta thấy là xếp ghế nó cứ chen chặt cứng từ các lối đi, cũng có phải tận dụng từng cái không gian thì mới tăng được cái số người nhích lên chút. Những cái lễ lớn thì người ta ngồi chặt cứng trong nhà thờ, nhưng mà lại ngồi đây ở ngoài sân, và cái thánh lễ nó cũng không có hay ho gì lắm. Thành ra đương nhiên chúng tôi phải nghĩ tới cái chuyện là làm sao có được một cái ngôi nhà thờ không đua đòi với ai cả, nó chỉ rộng rãi chút, nó khang trang xứng đáng cho nơi thờ phượng. Mộng chỉ là bình thường vậy thôi. Và trong cái nhà thờ này cũng cứ mỗi năm thì đến ngày giỗ của cha Trung Bửu Diệp, chúng tôi cũng tổ chức lễ giỗ bà con các họ đạo lân cận và cả những người lương rất đông từ những cái khu vực xung quanh, họ cũng đổ tới để tưởng nhớ cha Diệp. Nhưng lúc đó thì thật là không thể đáp ứng nổi, nó quá là kẹt cứng. Cũng phải nghĩ tới cái trường hợp làm sao có được một cái nơi rộng rãi hơn, những cái lần tổ chức như thế nó xứng đáng, sốt sắng, nó có cái gì nó trật tự hơn. Thì mộng cũng chỉ nhỏ bé vậy thôi. Đấy là nói sơ qua cái tình trạng của ngôi nhà thờ. Nếu giờ các anh mà đi nhìn kỹ vào từng những cái chi tiết thì các anh sẽ thấy là tất cả mọi thứ nó đã cũ kỹ, nó đã tới cái ngày của nó. Chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp tập 37 xin tạm ngưng tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của... Tôi lại Phật, tôi lại hát, rồi tôi đứng dậy. Đứng dậy thì đêm nay tôi đi về, tôi ngủ. Thì tôi nói với chồng tôi đó, tôi nói em muốn đi, anh có đi theo em không? Thì ông chồng tôi, ông nói là nếu đi thì anh cùng đi. Rồi cái chừng 10 phút kìa, 5 phút kìa, ông quay gần qua, ông khóc. Ông nói mình... Trời Phật cho mình sống bình an, tay chân đủ, mà tại sao mình phải từ trần chết là tội với cha mẹ. Rồi ông khóc quá chừng. Thì ý tôi là muốn dỗ ông ngủ rồi tôi lại đi. Nhưng mà tôi nằm chút xíu cái tôi thấy có người, không biết ai, không biết là Đức Mẹ hay là Phật Quán Âm, không biết người nào, là kéo cái đầu tôi gật vô cái đầu người ta, nói là 3 ngày nữa sẽ có người cứu con. Nói rõ ràng vậy mà kêu mình bằng con. Trong giấc mơ. Trong giấc mơ kêu luôn á. Kêu nghe thấy người thấy đầu luôn. Cái tôi mới nói dạ. Như vậy là con không chết phải không? Trả lời gì? Cái trả lời ừ không có chết. Thì 3 ngày thì nói ngay cũng nhờ ơn cha. Chắc cũng nhờ mọi người giúp. Thì cũng có người giúp tới giúp lui, giúp tới giao lưu, cho nên tôi qua cơn hoạn nạn. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì.
cái lúc mà tôi gần mất cây xăng tôi cũng mất vậy, nhưng mà có như là tôi thêm một lần nữa tôi lại đau khổ hơn gì nữa, thì tôi biết mở cửa rồi đó, tôi lại đây, tôi lại đây, tôi khấn hoài, khấn hoài, khấn hoài vậy đó. Tôi khấn cha có phép lạ cứu cho con bình tĩnh để con sống, chứ con cái ngày mà tòa nó đóng cửa lại con là chắc con chết, con không có thể nào sống được. Thì sao tự nhiên tòa gửi giờ thơ về kêu tôi đi ra tòa, mà lên đó tôi không nói gì, tôi cũng khấn nếu cho con bình tĩnh thì con sẵn sàng bước chân ra đi, con không có chết, còn không cho con bình tĩnh thì cứ đưa con đi, con hai điều thôi, một là sống hai là chết chứ con không cần gì nữa hết. Thì tôi nguyện như vậy đó. Thì nói ngay cái ngày mà tòa đưa là 9 tây tháng 12 2013 là tôi phải dọn ra, nhưng mà nhờ chắc nhờ đức cha, nhờ cha thành nó là phép lạ của cha, cho nên tôi tỉnh táo, tôi không có bị gì hết. Rồi xong tôi đóng cửa trong cái đêm đó luôn, thì tôi đi về tối đó, tôi đi về tôi ngủ, tôi thấy cha nữa, tôi thấy cha rõ ràng, thấy cha rất là, tại vì đi lại đây cái chị gì đó cho tôi hai cái hình cha, một cái tôi thờ nha, ở tiệm tôi mua đèn cầy 40 đồng một cây, tôi đốt cha mấy chục cây vậy đó, cứ là đốt bao nhiêu tháng nhưng cứ là một cây được 8 tiếng mà tôi đốt hoài, đốt hoài, đốt hoài, cứ 40 đồng một cây đèn cầy nhỏ vậy nên đèn cầy tốt lắm. Là tôi mới đốt cho cha thơm vậy đó, cái tôi khấn ngoài tôi nói cha cho con thấy, cho con biết là con nên sống hay là con nên chết. Cái là tối đó tôi đi về mà tôi bình tĩnh lắm, tôi rất là bình tĩnh hơn mọi ngày. Tôi đi ra khỏi cửa, tôi để chìa, sáng mai là tôi kêu chồng tôi đưa chìa khóa gì cho anh ta gì. Thì tối đó tôi đi về thì tôi lại nằm thấy cha nữa, thấy rõ ràng như cái hình mà chị đó chỉ cho cái hình đen trắng mà tôi thờ riết bây giờ thành cái hình màu hồng. Coi như là tôi về tôi cũng để trong tủ, nói thiệt chú, nhà tôi thì cũng bằng thờ Phật vậy, mà tôi để trong tủ đàng hoàng, để tôi kiến cao đàng hoàng, tôi bảo trong khung hình đàng hoàng mà cái hình nhỏ thôi, tôi cũng thờ cha, nhưng mà càng ngày tôi thấy là càng hồng hào ra. Thì trong đêm đó cha nói là sẽ có người cứu con, có thể là con lấy nhiều tiền hơn, cái nhiều của, nhiều phước lành hơn cái điểm của con nữa. Thì đúng là như vậy. Thì ngày mai lại thì tôi nhờ luật sư Đoàn á, thì họ không lấy tiền, họ không lấy tiền gì cả, thì họ lại nhà họ làm giấy tờ, đưa giấy tờ cho họ coi 3 tuần sau thì họ sẽ làm, họ thưa cho mình. Mà nhưng mà trong đầu tôi sống mạnh, sống vững, không có ý định chết nữa, không có. Hồi đó tôi muốn chết lắm chú ạ, tôi muốn chết lắm, lại cha tôi muốn chết lắm, tôi không còn muốn sống. Thì từ khi gặp thầy ban đêm á, gặp đó là về là không muốn chết nữa. Rồi còn sau tháng 12 tôi trở lại tôi muốn chết lần nữa, coi như là tôi nạn chí quá đó, rồi tôi muốn chết nữa. Rồi cái cha về cha kêu cha nó con không nên làm như vậy, kêu rõ ràng vậy đó, là tôi nghe rõ ràng, tôi nhờ ơn cha, thấy ok, thấy sống thanh thản hơn mà khỏe hơn, coi như là có thì giờ để đi đó đi đây, bây giờ không, hoàn toàn không lo nữa, làm như là có bề trên lo, không lo nữa, không hề lo nữa. Còn một cái ơn lành này nữa nè, tôi về Việt Nam tháng 3 đi về Việt Nam, cháu tôi á có một cái chuyện rất là lớn, là tại vì cháu tôi chồng mê vợ bé mà Việt Nam á chú, nó gian lận dữ lắm, nó làm bùa làm ngải đó. Rồi cháu rể đó, rồi cháu gái tôi cũng đòi chết, đòi tự dần chết dữ lắm. Rồi anh rể tôi lại bệnh khẩn cấp luôn, trong gia đình có hai người, thành tôi mới bỏ bên này tôi đi về tôi lo giùm. Thì tôi kêu người cháu rể đó, là cái thằng mà mê vợ bé đó, tôi cũng khấn cha dữ lắm, sao tự nhiên nó lên xe, nó có xe nhà, nó chở tôi đi lại đó luôn. Tôi nói bây giờ con nghe lời gì đi, nó mua bông mua hoa thì... Rồi cái tôi nói bây giờ con quỳ xuống con lại đi, dì chụp hình cho con. Dự cái lễ cầu nguyện hôm nay, tại vì khá lâu, hơn một năm tôi không có trở lại trong phòng thường hàng tháng. Đây là cái câu chuyện mà, câu chuyện thật tôi chứng kiến, mà tôi không biết là mình cứ nghĩ là tôi có không tin, cặp mắt tôi nhìn tại sao mà rồi chị Hoa như vậy. Thì sau cùng tôi về tôi suy nghĩ chắc là cha làm một cái chứng tích lạ, là cha đã hiểu cái lòng của tôi. Là khá lâu tôi không đến để cầu nguyện thăm cha ở trong phòng Trương Bửu Diệp. Và hôm nay chắc cha chắc vui khi thấy tôi trở lại như vậy, giống như một đứa con đã trở về nhà. Và thành ra tôi muốn kể câu chuyện này là mới đây. Cảm ơn cha, con xin cảm ơn cha đã thương ban cho con được ơn phúc. Cảm ơn ngài. Trong phần phim tài liệu về cha Trương Bửu Diệp hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục phóng sự mang tên Theo dấu chân cha
với tập 3 Nhà thờ Cồn Phước. Cái từ hồi về coi Họ Đạo này 2 năm rồi, thực sự là ngay từ phút đầu mình cũng rất là tin tưởng vào cha Diệp, biết là đây là cái quê hương Ngài sẽ phù hộ. Thế rồi sau khi làm được cái nhà sứ này, cái hộ trường bên kia, còn một cái khâu cuối cùng đó là nhà thờ. Mà tất cả các anh cũng biết đó là mỗi một năm tới cái ngày giỗ của cha thì cái bà con, cả những bà con ngoại giáo rất đông ở xung quanh đây, họ không có điều kiện đến tắc dậy thì họ thường hay tụ tập ở đây. Nên mỗi cái ngày giỗ đó họ tới cũng đông, mà mình cũng rất là buồn ở cái chỗ là cái khu vực của nhà thờ, cái nhà thờ nó hẹp quá, không có cái sức chứa để cho tổ chức một cách đàng hoàng, long trọng. Nhưng có một cái điều tôi cũng vẫn cứ tin là thế nào rồi cha Diệp cũng giúp tôi làm được cái nhà thờ cho đàng hoàng, để vừa là thờ Phượng Chúa, vừa là mỗi năm có cái dịp tổ chức lễ giỗ cho Ngài cho nó sốt sắng, trang trọng hơn. Gần đây có một cái biến cố làm mình cũng khá là tin tưởng. Tự nhiên trong một cái buổi chiều đang dâng lễ cho đám thiếu nhi trong Họ Đạo, thì đang lúc dạy giáo lý trước lễ một chút thì thấy có một cái anh chàng khoảng chừng 38-40, anh ta bước vào trong nhà thờ, mặc quần áo thì cũng xú xứa thôi, đeo một cái giỏ cói ở bên vai. Thì mình thấy cũng là người lạ, nhưng mà chắc là tín hữu, thấy vào nhà thờ cúi đầu rất là kính cẩn, rồi anh ta cũng quỳ gối. Rồi ngay lúc đó mình cũng lên dâng lễ. Dâng lễ xong đến cái phần rước lễ thì anh ta đi lên, anh ta cũng rước lễ rất sốt sắng. Người nhận mình thánh chúa xong, anh ta đứng sang bên, anh ta nói lớn giữa nhà thờ: tất cả những gì cha xin cùng chúa đều đã được nhậm lời. Thế thoạt đầu mình nghe cái câu đó thì mình cũng hơi thấy tức cười, bởi vì lại đoán là chắc anh này lại tán tỉnh rồi lát nữa đi xin tiền thì cũng đã có một vài lần gặp như thế rồi. Thế cũng dừng lễ, đến cuối lễ thì thấy anh ta đi ra cuối nhà thờ, anh ta đứng ta chờ sẵn. Thế mình cũng dừng lễ xong mình đi xuống ra hỏi thăm, bắt tay: đâu tới vậy? Nó bảo con ở Bạc Liêu, con đi suốt 3 ngày hôm nay tới chỉ mong là để dâng lễ với cha, mà cũng rất là may là con tới vừa đúng lúc cha ra dâng lễ. Thế và con đi suốt từ đó tới đây cũng chỉ để nói với cha một lời, đó là tất cả những điều cha cầu xin với chúa đều đã được nhậm lời, còn tin hay không là tùy cha. Thế ta nói xong cái anh ta thọc tay vào cái giỏ cói, ta dơ lên cuốn tân ước. Thế mình cứ chờ chờ xem anh ta có xin tiền, và nếu mà xin tiền thì lại thấy nó là cái trò chỉ tán tỉnh. Nhưng mà rất là lạ cái là anh ta nói xong cái anh ta chào anh ta đi. Thế mình cũng thấy hình như là có một cái gì đó lạ lạ trong chuyện. Và cũng cộng với bao nhiêu cái giúp đỡ từ trước giờ cha Diệp dành cho mình, thấy rất là tin tưởng. Mặc dù lúc này thì tiền bạc cũng chưa được nhiều, chưa có cơ để mà tin chắc mình xây được cái nhà thờ, nhưng mà trong bụng lại rất vững tin, chắc chắn là sẽ làm được. Cũng do sự thúc giục hay là sắp đặt an bài và cha Diệp phụ giúp cho, nhất là nơi quê hương của Ngài. Nhà thờ Cồn Phước sau hơn 80 năm xây dựng, hiện nay đã xuống cấp trầm trọng và nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào là điều có thể xảy ra, nhất là sau những trận lụt lịch sử. Vì là họ Đạo dùng thượng nguồn để đem về cho vợ con nó thấy, nó thấy là mình không phải loại người mà bỏ nó, con không phải loại người muốn bỏ vợ con. Thành ra con xuống đây con khấn để cho vợ con hiền hòa lại, dễ thương lại. Thì nó dạ, nó nghe lời. Con kính già là cha chữa lành cho gia đình con, cho con thấy là về từ đó là hai đứa nó ở lại với nhau. Nhờ cha chữa lành cho nên không còn muốn tự giận nữa. Lòng con thong thơ, lời con kêu khấn, tâm hồn con tin tưởng cha Phan Xích Cô.
Chị Trần Thị Lệ Hồng hiện ở thành phố Santa Ana, California. Cách nay hơn một năm, chị thường xuyên đến văn phòng cha chức bửu dịp để cầu nguyện. Nhưng qua hơn một năm do bận công việc, chị không tới thăm cha được. Vào ngày thứ năm 6 tháng 2 đầu tháng vừa qua, chị đến dự buổi cầu nguyện chung với cha Diệp được tổ chức vào lúc 7 giờ tối cứ mỗi đầu tháng tại văn phòng cha. Sau khi cầu nguyện chung, mọi người ra về hết, còn mình chị và một vài người đứng cầu nguyện riêng với cha. Chuyện gì đã xảy đến với chị? Xin mời quý khán thính giả nghe chị chia sẻ lại hiện tượng lạ mà chị đã cảm nhận được ngay sau đây. Tôi tên là Trần Thị Lệ Hồng, và Santa Ana, California. Tôi là người được nhiều cái ơn lạ mà cha Diệp ban cho. Và lúc tôi đến văn phòng của Trương Bưu Diệp ở Cali đây thì lúc trong phòng mới mở được 4 tháng. Khi tôi đến thì trong phòng cũng còn nhỏ và cũng đơn sơ lắm. Tôi đến thì để cầu nguyện do biết được trên TV chiếu, tôi biết được văn phòng, địa chỉ văn phòng tôi đến. Và khi cầu nguyện xong tôi có cũng có viết một vài hai bài nhạc gửi tặng cho văn phòng, viết về cha để cảm ơn cha. Thì thỉnh thoảng cứ hàng tháng thứ năm đầu tháng lúc văn phòng có làm cái lễ thánh lễ cho cha Diệp, tôi vẫn thường xuyên đến hàng tháng. Rồi sau đó thì văn phòng không có làm thánh lễ nữa, chỉ cầu nguyện thôi. Và tôi cũng ít đến tại vì là khi càng lúc lớn thì thấy văn phòng càng lúc càng to lớn ra, đẹp ra. Mọi cái đều chu đáo thì tôi cảm thấy là cái chị hội trưởng á, chị lo nhiều việc càng lúc nó cho mọi người biết đến cha nhiều hơn. Những đóng góp của chị quá to lớn. Mà với tôi thì tôi cảm nghĩ mình không có đóng góp gì nhiều cho cái hội của cha Diệp, nên tôi ngại, vì đó mà tôi không đến, tôi ít đến đi. Hơn một năm mấy tôi cũng chỉ cầu nguyện ở nhà, tôi ít đến văn phòng. Nhưng mới đây trong dịp lễ đầu năm 2014, thì thứ năm đầu tháng, ngày 6 tháng 2, có buổi lễ cầu nguyện như thường lệ, và tôi đến đi dự lễ cầu nguyện. Thì khi tôi đến thì tôi cũng cầu nguyện xong, tôi cũng đứng riêng đọc kinh cho cha và cũng có khấn cầu nguyện với cha nhiều việc cho gia đình mình. Thì tự nhiên tôi thấy ở chân tôi có một cái gì đó, bên trái có một gì đó nó như động đậy. Sau khi cầu nguyện xong mọi người ra khỏi phòng thì tôi đứng ở trong phòng cũng có vài người. Họ đứng bên cái tượng mà cao của cha đứng á. Còn tôi thì đứng cái câu chuyện này tôi đứng là chứng kiến bên cái tượng cha ngồi. Và cái chậu hoa đó nó dưới chân, hai chậu hoa cúc nó hai bên chỗ cái lối đi vào để cầu nguyện cha Diệp. Tôi cảm thấy như có cái gì đó nó động đậy lắc lắc chân tôi, thì tôi nhìn xuống tôi thấy cái chậu hoa cúc tự nhiên nó lắc lư. Không phải cái chậu mà là cái thân cây, cái hoa nó cứ gì nhỉ? Nó làm gì nhỉ? Cái nó đi qua gì nhỉ? Nó cứ lắc lư, nó xoay xoay mà lắc lư như là có một cái ngọn gió nó thổi hoa nó rung rinh mà rung rinh cũng mạnh lắm. Rồi tôi mới tưởng động đất, tôi mới nhìn qua cái chậu cái bên tay phải thì không có. Thì tôi lại mới nhìn lại nữa, tôi nghĩ là chắc là cái phòng cái bên, có thể bức tường đó, bên đó người ta đang đóng cái gì đó, nó động đậy tác động qua cái nền nhà bên đây, làm cho cái chậu hoa nó lắc, rồi thân hoa trên nó bị rung rinh. Mà tôi cũng thấy cái chậu hoa nó xa bức tường lắm, cũng không phải tôi là nghĩ là cái tay tôi đeo cái giỏ, tôi nghĩ là cái giỏ tôi chắc là cái dưới đít cái giỏ nó đụng vào cái đầu hoa, tại là thế này nè. Rồi tôi mới lấy cái giỏ đó, tôi mới hất đụng cái hoa thử coi cái hoa nó có rung lên hay không. Thì khi tôi đụng hất một cái thì chỉ có một cái hoa nè mà trúng cái đầu giỏ đó, nó chỉ lắc cái này trời thôi. Còn này tôi thấy cả một cái hoa cúc, bao nhiêu cái hoa trên đó cũng mười mấy cái, tôi thấy một chậu hoa cúc nó cứ lắc gì nó như vui vẻ, nó như là nó tung tăng, nó vui đó. Mà lúc đó thì tôi cũng không nghĩ liền được là cha làm một cái dấu chỉ là dấu chỉ là cha vui khi tôi đến. Lạy Chúa,
Chương Bưu Diệm, lạy Cha Chương Bưu Diệm. Amen. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp do Chương Bưu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 37 hôm nay. Đây là những câu chuyện do các nhân chứng kể lại cho chúng tôi về lòng nhân ái và sự linh thiêng của cha Chương Bưu Diệp. Đặc biệt đối với những trường hợp bị bệnh nan y, khi bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại, chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp do Chương Bưu Diệp Foundation thực hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Chương Bưu Diệp. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng những câu chuyện về ơn cha Diệp thuần túy là một món quà mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. Lòng tin yêu tha thiết con nay vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Cô Huỳnh Thị Thanh Nga hiện ở thành phố Huntington Beach, California. Cô Nga là người theo đạo Phật. Cô đã gặp chuyện không may trong công việc làm ăn. Kết quả là cô nhiều lần không còn muốn sống nữa. Nhưng qua một người thân giới thiệu, cô đã tìm đến văn phòng cha Chương Bưu Diệp vào lúc 1 giờ 30 sáng. Vì do nửa đêm khuya, văn phòng đóng cửa, cô đã quỳ ngoài cửa và nhìn vào tấm hình cha Diệp được dán ở ngoài để cầu khấn cha. Trong khi cô cầu khấn cha, chuyện gì đã xảy ra và kết quả ra sao? Xin kính mời quý khán thính giả nghe cô chia sẻ lại ngay sau đây. Dạ, tôi tên Huỳnh Thị Thanh Nga. Hân tinh thân bích. Dạ. Là cha, con là người ngoại đạo, con là người đạo Phật. Nhưng mà con gia đình con có nhiều hữu sự quá. Thành ra cái người làm của con là anh Hải, anh Lê Hải đó, anh làm cho con. Cho nên là con giống như là muốn tự giận, là 100% là muốn tự giận chết rồi đó. Anh Hải, anh Lê Hải đó, anh nói là chị đừng có chết, thì để tôi chở chị về cha Trương Bụi Diệp. Thành ra tôi tin mà đi lại đây là 1:30 đêm, cho nên là đâu có ai mở cửa cho mình vô. Thành ra là anh Hải đó thì anh cũng quỳ, mà anh quỳ xa hơn tôi. Còn tôi thì tôi quỳ ngay cái hình mà dán ngoài cửa đó, tôi quỳ dưới đất, tôi quỳ cùng cả tiếng đồng hồ. Thì tôi quỳ xong tôi lên tôi lấy cái bàn tay tôi rờ mặt cha đó. Thì bây giờ sớm quá, 5-6 giờ sáng con phải đi rồi thì con không có lại với lại cha được. Con thấy để cửa mở giờ mà con lại được thôi, giờ con xin cha ban phước lại cho con. Thì nếu con cha nhận lời con thì cho con biết là tự nhiên hai cái bàn tay tôi chấp này như nè, là coi như giống như ai cầm mà không có cho tôi thả ra, cầm cứng vậy đó, mà nghe ấm cái bàn tay dữ lắm. Ấm 1:30 đêm á là tôi buồn lắm rồi, coi như tôi không có chịu nổi nữa, là tôi nghĩ là tôi sẽ chết. Nhưng mà tôi có một đứa con tàn tật 100%, khi tôi chết thì sẽ bỏ con tôi lại tội nghiệp lắm. Không ai lo lắng được, vì mỗi lần tắm là tôi phải ấm. Thành tôi nghĩ khi tôi ra đi thì không biết gia đình tôi sao, vì chồng tôi cũng bệnh nữa. Coi như là trong nhà tôi là lao động chính á. Rồi cái tôi nghĩ trong bụng chắc tôi sẽ chết chứ tôi không sống được. Thì tôi cũng có như là có những cái gì tôi khấn với cha 1 tiếng đồng hồ á. Mà chú có biết không, hai bàn tay tôi dở không ra. Mà nghe ấm giống như là nghe người mà chụp lại bàn tay mình vậy đó. Thì tự nhiên cái đêm đó đó, tôi nhắm mắt lại ngay cái chỗ đó luôn á, thì tôi thấy bông đằng trước mặt tôi nhiều lắm. Chứ không có thấy gì, không ai nghe nói gì, nhưng mà thấy bông, bông đủ thứ bông vậy đó. Tôi xin hai việc. Thứ nhất là cho con bình tĩnh để con sống. Cái đêm đó tôi về là 1:30 tôi còn ở đây nè, 2:30. 2:30 tôi còn ở đây, coi như 1:30 tôi mới tới. Thì 2:30 tôi còn ngoài cửa đó. Rồi cái anh đó, anh cũng kiểu người làm mình ta mệt đó. Cái anh lại nói sao chị không đứng dậy. Mà đứng dậy cũng không được, mà giơ tay ra cũng không được. Cái tôi mới giãi lại, tôi giãi lại, tôi nói nếu cha nhận lời con thì cho con đứng dậy. Là tự nhiên tôi đứng dậy, tự nhiên tôi thả hai tay ra, tôi xá đàng hoàng, tôi cũng lại ba lại như lại Phật nhé. Tôi cũng xá, tôi lại Đức Mẹ, tôi lại Chúa.